dẫn, linh hoạt, dí dỏm, dễ hiểu. Đón xem Cái Lý Cái Tình. Quê. Ê, Tú. Cái thằng này nó bị gì trời? Tú! Hả? Cái gì mà? Con làm gì vậy? Dạ. Hả? Từ hồi nãy giờ nửa tiếng đồng hồ má ngồi má nhìn mặt con mà con không hề biết má nhìn luôn. Hồn vía con để đâu vậy? Trời ơi, con đang... Tiền... Đang cái gì? Đừng có xạo nha. Dạ. Có bồ đúng không? Cái gì? Trời mà? Ơi, làm ơn giùm cái Tú ơi. Có vợ con rồi, ha? Đừng có đèo bồng giùm tôi một cái. Mất hạnh phúc gia đình là khổ đó con. Rồi má nói cái gì vậy? Con có làm gì đâu tự nhiên má nói con vậy? Con chối nữa hả? Má thấy chăm chú vô điện thoại vừa nhắn tin vừa cười giống như thần kinh vậy. Cái này không có bồ chứ là cái gì? Trời ơi, là mấy bữa nay là má thấy con là cắm đầu cắm cổ vô đây á, là đúng má rồi. Nghe con vậy. Không phải, con đang coi con kiểm tra. Kiểm con, tra gì? Cái hồ sơ con đăng ký ở trên đây nè, được kiểm duyệt chưa? Cái gì? Hồ sơ mà đăng ký trên điện thoại hả? Đúng rồi. Đừng có lừa tôi ha, đừng nghĩ tôi già rồi tôi ngu không có đâu. Muốn hồ sơ gì người ta đi lên xã lên huyện người ta xin chứ mắc cái gì mà kiếm ở trong này. Không, con nói thiệt là có nghĩa thời đại bây giờ công nghệ dữ lắm. Mình chỉ cần sử dụng cái điện thoại hay máy tính bảng hay là cái máy tính bự cũng được. Nói chung là chỉ cần internet thôi là mình có thể ngồi tại nhà để đăng ký được. Má không tin đúng không? Bây giờ con ví dụ con kể câu chuyện này cụ thể là má sẽ hiểu liền. Có kể chuyện nữa hả? Có kể chuyện cho má nghe. Người ta nói kể chuyện bé nghe này, kể chuyện má nghe đúng không? Có gì đâu. Kể đi. Đó, má nhớ cái chuyện mà hôm bữa chị Hai á ừ. Nhờ con đi làm trích lục khai sinh cho con Bi không? Nhớ. Đó là con ở nhà, con chỉ cần là lên trên mạng, vô cái trang web của Ủy ban Nhân dân quận. Đó, rồi bắt đầu con sẽ tìm những thông tin này ha. Trên đó bắt đầu con sẽ làm theo như vậy, điền những cái thông tin của mình. Trên đó nó cần thiết cái gì thì mình điền đầy đủ vô. Đó, vậy là mình ngồi nhà và trên đó hoàn thành cho mình ngay thôi. Ủa, cái đó là trích lục khai sinh thôi mà. Còn những cái vụ khác làm được luôn hả? Dạ, được hết má ơi. Phải không? Dạ, con không nhớ chính xác. Nhưng mà con nhớ không lầm á là hiện nay tỉnh Kiên Giang của mình á đang khuyến khích người dân là sử dụng cái dịch vụ công trực tuyến. Đó. Dịch vụ công trực tuyến. Dạ đúng rồi, có nghĩa là mình chỉ cần ở nhà. Ừ. Đó, mình lên trên mạng, mình truy cập rồi mình điền đầy đủ thông tin thôi. Thay vì những cái việc này á là ngày xưa á là mình sẽ chạy lên quận mà mới biết không? Xong nhiều khi thiếu những cái giấy tờ như vậy á đi rất là mất nhiều thời gian. Đó, để chuẩn bị cho cái dịch vụ này, người ta đã chuẩn bị hơn 600 cái dịch vụ hành chính đó má. Vậy hả? Bây giờ mình chỉ cần hỏi nhà sử dụng điện thoại nè, hay máy tính bảng nè, hay là máy tính bự, gõ, xong rồi bắt đầu gửi lên trên đó. Trên đó bắt đầu họ sẽ chấp nhận và họ sẽ làm cho mình là mình được ngay thôi. Chị ơi, tiện vậy đó hả con? Dạ đúng rồi. Đâu, bây chỉ má coi giờ quẹt cái gì mà ra cái Ủy ban Nhân dân quận gì coi. Đây nè đó, bây giờ má bấm vô. Bấm vô. Vậy hả? Trời ơi, đơn giản quá hả? Đúng rồi. Nhưng mà sao, chỉ lại từ đầu coi. Đây nè, mẹ vô. Đơn giản quá. Dạ. Nhưng mà sao chỉ lại từ đầu coi. Đúng. Má biết rồi. Dạ. Dạ với con thôi. Đây coi, tôi bấm thử coi. Đây, đúng không? Đây nè. À. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng phát triển công nghệ thông tin, sau 5 năm thực hiện nghị quyết, Kiên Giang đã tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và tiếp tục thực hiện có hiệu quả 8 nhiệm vụ giải pháp trong nghị quyết số 36. Trong đó, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến là một trong những dịch vụ nhằm hiện đại hóa nền hành chính. Từ năm 2017, Kiên Giang đã đưa vào sử dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử. Đến nay, đã có 21 trong tổng số 22 sở ban ngành cấp tỉnh và 15 trong tổng số 15 huyện thành phố triển khai thực hiện. Hệ thống được triển khai đảm bảo tính đồng bộ về mặt công nghệ, liên thông về nội dung và được cài đặt tại Trung tâm Tích hợp Dữ liệu tỉnh để quản lý vận hành tập trung, hoạt động tiếp nhận, xử lý và trả kết quả thủ tục hành chính. Hiện nay, tỉnh có 21 trong tổng số 22 sở ban ngành cấp tỉnh và 15 trong tổng số 15 đơn vị cấp huyện cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tăng 25 đơn vị so với năm 2014. Toàn tỉnh hiện có 2.085 dịch vụ công trực tuyến được cung cấp, tăng 1.296 dịch vụ so với năm 2014. Trong đó,
tăng 658 dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và 2, 343 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 295 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin được đầu tư nâng cấp, cơ bản đáp ứng yêu cầu. Cơ quan đơn vị các cấp tỉnh, huyện, thành phố đã triển khai kết nối mạng LAN, Internet và mạng diện rộng của tỉnh, phục vụ tốt hơn trong điều hành và tác nghiệp. Hệ thống trung tâm dữ liệu tập trung, các máy chủ, thiết bị đảm bảo an toàn thông tin được quan tâm đầu tư. Các phần mềm ứng dụng dùng chung ngày càng được hoàn thiện về tính năng và tiện ích.